Rồi, lên sóng cho cả nhà mình buổi trưa một cái máy quay 140cc nha. 140 phân khối nha, máy zin nha cả nhà. Máy này là chưa chạm, chưa gã gì hết nha. Hàng nhập nội địa nha. Máy kêu bằng là khá mạnh nha mọi người. Ba da tay luôn nha. Thì máy này là số nó là 1 tới 3 lui nha, 1 tới 3 lui. Số móc luôn nha mọi người, ba da tay. Máy là 140 phân khối. Máy cực mạnh nha. Máy zin chưa chạm chưa trẻ nha. Máy này còn rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, cái máy này Phố lên sóng cho cả nhà mình 4 triệu nha. Mua về gắt lên là chạy nha cả nhà. Đây ốc là ốc zin chưa chạm chưa trẻ gì hết trơn nha, chưa đụng nha. Máy là bao im bao ấm thì thầm luôn nha. Rồi có anh em nào cần thì liên hệ cho Phố nha cả nhà.